Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ giới thiệu được các bạn về dự án ADAP. Thì video ngày hôm nay tôi sẽ review cho các bạn thông tin về bản white paper của dự án này nhé. Thì đây là bản white paper dự án dài khoảng 70 trang, thông tin được viết rất là chi tiết. Với giải pháp ADAP, đang phát triển file trao đổi mã hóa Hồi giáo đầu tiên dựa trên định mức Sharia. Khối lượng giao dịch hàng ngày tại sở giao dịch tiền tệ Hồi giáo đầu tiên là 140 triệu đô và doanh thu hàng tháng là 4,2 tỷ đô la trong vòng 1 năm rưỡi hoạt động giao dịch chứng khoán. Kết quả là việc thực hiện dự án ADAP Solution sẽ tạo ra một cơ sở hạ tầng toàn cầu hoạt động trên các cơ sở nguyên tắc tài chính Hồi giáo và cộng đồng điều chỉnh phát triển kinh tế mật mã Hồi giáo. Melo giải thích rằng sẽ giải quyết vấn đề giao dịch tiền điện tử Highline cho phép truy cập đến thị trường cho các tiền điện tử Hồi giáo Ummah, chiếm 22% dân số thế giới và quản lý tài sản tài chính Hồi giáo với số lượng dự kiến là 3,8 nghìn tỷ đô. ADAP, bản chất đầu cơ của mật mã đã gây ra tranh cãi giữa các học giả Hồi giáo về việc liệu mật mã có được tôn giáo hay không. Các công ty tiền điện tử thì đang làm việc để vô địch cuộc cạnh tranh luận bằng cách tung ra các công cụ dựa trên tài sản vật chất và pháp lý của các cố vấn Hồi giáo. Hiện nay, mỗi một đơn vị tiền điện tử on-game sẽ được hỗ trợ bởi ít nhất 1 gram vàng vật chất được lưu trữ trong hầm. Ý tưởng này sẽ đầy suy đoán. Số tiền giá trị hàng triệu đô la đã được phát hành cho đến thời điểm này và khoảng 60% số lượng tiền xu dự kiến vẫn được bán. OneGram hy vọng sẽ phát hành tất cả trước khi liệt kê chúng vào cuối tháng 5. OneGram bắt nguồn từ quyết định của mình rằng tính bảo mật của nó sẽ tuân thủ các nguyên tắc Hồi giáo từ AI Marie Consulting có trụ sở tại Dubai. Đây là một trong hàng chục công ty tư vấn trên toàn thế giới, người đưa ra ý kiến của họ về việc liệu các công cụ tài chính có đáp ứng được các tiêu chuẩn của luật Hồi giáo hay không. Và tại Malaysia, Hello Goods tung ra một chương trình ưu đãi bằng vàng tiền điện tử đầu tiên vào tháng 10, được các học giả Hồi giáo tại Anmalia Apitor có trụ sở tại Kuala Lumpur hoan nghênh. Mọi người đều lên tin rằng tiền điện tử là trung thực, đáng tin cậy và an toàn. Và trong vấn đề này, chúng ta có thể thấy một cơ hội tốt cho thị trường để sử dụng một nguyên tắc trung thực Hồi giáo đơn giản và rõ ràng. Bây giờ, không có công ty nào cung cấp giải pháp toàn diện cho đầu tư mã hóa Hồi giáo. Chúng tôi mong muốn giải quyết được vấn đề này. Khách hàng và nhà đầu tư sẽ đảm bảo rằng hành động của họ hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của đạo Hồi, mà sẽ được xác nhận bởi theo ý kiến của hội đồng tư vấn của chúng tôi, mà còn bởi những ý kiến của các chuyên gia khác và dư luận xã hội cộng đồng. Ý tưởng của chúng tôi là không chỉ tạo ra một công ty, đây là tiêu chuẩn đạo đức của quản lý kinh doanh trong ngành. ADAP, hành vi được thiết lập bởi các định mức Sharia, gồm các thủ tục tốt, lịch sự và các tiêu chuẩn nhân đạo. Những thử thách đối với thế giới Hồi giáo đặt ra bởi sự xuất hiện của công nghệ tiền điện tử blockchain và tiền điện tử. Crypto exchange Hồi giáo đầu tiên sẽ hoàn toàn từ chối khả năng giao dịch đầu cơ, giao dịch ký quỹ và các hoạt động không tương thích với Sharia. Điều này sẽ loại trừ Gara, Master và Ripa khỏi công việc trao đổi. Nền tảng file có khả năng kiểm soát 3 triệu yêu cầu tức thời, làm cho file trở thành một trong những trao đổi mật mã nhanh nhất. Người dùng file sẽ yên tâm rằng ứng dụng của họ sẽ không được đung đúc do đám đông nền tảng. Và giải pháp của ADAP sẽ cho phép các chuyên gia Hồi giáo đánh giá việc tuân thủ các định mức của Sharia. Các giải pháp của ADAP tổ chức hội đồng tư vấn Sharia trên sàn giao dịch tiền tệ Hồi giáo đầu tiên. Giải pháp ADAP đã tạo ra một nền tảng cho các dự án HIRA để tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn Hồi giáo và tài chính Hồi giáo. Công việc của chúng tôi là giúp người Hồi giáo và cộng đồng nhà đầu tư khó hiểu những gì trong thị trường mật mã để tuân thủ các quy tắc Sharia và những gì không. Với giải pháp ADAP bắt nguồn từ thực tế là dự án nói chung sẽ mang lại lợi ích cho thị trường. Về các dự án hay là về bản chất có ích và có giá trị, về định nghĩa của chúng sẽ góp phần vào việc phát triển các ý tưởng hữu ích và suy giảm về số lượng của các dự án trên thị trường là bất hợp pháp trong cốt lõi của nó. Chúng tôi thì sẽ giải quyết các vấn đề cộng đồng Hồi giáo, chẳng hạn như giải pháp ADAP sẽ giải quyết vấn đề của các hoạt động tiền điện tử hay là các giải pháp sẽ giải quyết vấn đề rủi ro chính của hệ thống tiền điện tử.
giải quyết vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng tiền điện tử Hồi giáo, không có trao đổi mật mã, hoạt động theo các định mức Sharia. Việc thiếu một vị trí của cộng đồng Hồi giáo thống nhất về tiền điện tử, sự không chắc chắn của người Hồi giáo liên quan đến mức chấp nhận làm việc với mật mã, trừ việc mua lại các trao đổi mã hóa hiện có, Zakat không được thanh toán. Các vấn đề về thị trường tiền điện tử, ngoại trừ người Hồi giáo trong thị trường tiền điện tử, thiếu niềm tin của cộng đồng trong cộng đồng crypto Coca chính, thiếu thị trường và nhà đầu tư mới. Kết luận, hiện nay thì về giải pháp ADAP bình đẳng được thiết kế theo các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất và có các tính năng kỹ thuật độc đáo các giải pháp phần mềm chính. Dự án ADAP sẽ hình thành một hệ thống giá trị dựa trên các định mức và nguyên tắc của hệ thống tài chính Hồi giáo, sẽ là cơ sở để tự điều tiết thị trường tiền điện tử và sẽ nâng mức độ tin cậy vào các công cụ tiền điện tử. Tính minh bạch của dự án và thẩm quyền an toàn sẽ cho phép mua và bán tiền điện tử, tiền fiat. Dự án ADAP đang phát triển exchange crypto đầu tiên dựa trên các định mức Sharia. Mục đích của dự án ADAP là tạo ra các nền tảng trao đổi mã hóa, trao đổi chứng khoán và các dịch vụ tuân thủ các định mức Sharia hoạt động trên các cơ sở nguyên tắc Hồi giáo. Đây là dự án mà tôi nghĩ rằng nó rất là tuyệt vời và tôi tin tưởng rằng vào các giải pháp mà ADAP thực hiện, bạn có thể tham gia ngay để trở thành một phần của dự án này. Trên đây là những thông tin review về các nguyên tắc cũng như các hoạt động của ADAP. Rất mong có thể cung cấp cho các bạn thông tin hữu ích về dự án này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở dự án tiếp theo.